bạn đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Thảo ơi, với phiên bản mới của chương trình chúng ta thì em đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp nè, rồi yêu cầu món ăn của quý vị khán giả gửi về đó cô. Đặc biệt là qua kênh liên lạc bằng điện thoại thì em đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại của quý vị khán giả gửi về để yêu cầu món ăn, rồi có những ý kiến rất là hay. Hôm nay nè cô, có một cái yêu cầu món ăn rất là hay, yêu cầu một món mà Kim Thảo rất là thích, cô nghe thử nha. Xin chào chương trình Món ngon mỗi ngày. Mình là Thu Hương, nhà ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Mấy hôm nay trời mưa đó, thì trong vườn nhà mình mọc rất là nhiều cây rau càng cua. Mình biết là loại rau này ăn vừa mát vừa tốt cho sức khỏe nè. Mình muốn nhờ chương trình Món ngon mỗi ngày tư vấn cho mình một món giải nhiệt trong mùa nóng làm từ loại rau càng cua này. Mình xin cảm ơn chương trình Món ngon mỗi ngày. Đúng là đề nghị của chị Thu Hương rất là hợp lý, và cô thì sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khán giả ngay. Trong chương trình lần này thì quý vị khán giả nè và chị Thu Hương cũng như là Kim Thảo sẽ cùng vào bếp và cùng với Diệu Thảo thực hiện món ăn rau càng cua trộn tôm. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200 g rau càng cua, 300 g tôm sú bóc vỏ, nửa củ hành tây, cà chua bi, tỏi băm, tương ớt, hành phi, một ít ớt sắc sợi. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men cho Ajinomoto. Quý vị ơi, sau đây sẽ là phần chế biến thật là nhanh gọn với bàn tay khéo léo của đầu bếp Diệu Thảo. Cảm ơn Kim Thảo, nhưng mà cô không để cho Kim Thảo đứng yên đâu nha. Em phải phụ cô, giúp cho cô cắt đôi những cái trái cà chua bi này ra nè. Cà chua bi cô đã rửa sạch rồi, công việc cũng rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục sang đến giai đoạn kế là chúng ta sẽ cắt cái phần củ hành tây này, sắc sợi mỏng như thế này. Cà chua của em đã xong rồi đây cô ơi. Cảm ơn Kim Thảo, cô cũng vừa cắt xong hành tây. Chúng ta sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê đường. Chúng ta rắc đều lên trên cái phần củ hành tây này. Và sau đó dùng đũa trộn đều, chúng ta để khoảng chừng 5 phút thôi thì hành tây sẽ ra hết cái chất hăng đi. Phần tôm sú, chúng ta sẽ ướp gia vị vào trong tôm này. Khoảng nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng là mình ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm nữa. Chúng ta trộn đều phần gia vị này lên. Trong khi mà chúng ta chờ cho tôm thấm gia vị á, thì quý vị khán giả chỉ việc chuẩn bị cái phần rau càng cua thôi. Rau càng cua thì chúng ta mua về á, chúng ta nhặt sạch. Nếu mà những cái rau càng cua nào mà nó có cọng dài và nó hơi già thì quý vị khán giả sẽ bỏ bớt cái phần cọng già phía bên dưới đi. Và những cái phần bông như thế này nè, nếu mà những cái bông quá lớn và có những cái hạt á, thì chúng ta loại bỏ hết hoàn toàn để nó mất đi cái vị chát của rau càng cua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp, cho vào trong chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi băm vào. Kế đó sẽ cho tôm vào và chúng ta xóc đều. Khi mà cho tôm vào chảo xóc đều như thế này sẽ giúp cho tôm thấm gia vị và làm cho cái món rau càng cua trộn tôm của chúng ta ngon hơn. Và bây giờ tỏi thì đã vàng rồi nè. Chúng ta sẽ trút hết cái phần tôm vào và bây giờ chúng ta xóc tôm. Vậy là để cho tôm của chúng ta thấm gia vị và ngon hơn thì chúng ta nên ướp tôm trước đúng không cô? Rồi xóc tôm trên chảo như thế này. Rồi bây giờ tôm đã chín rồi, cô sẽ tắt bếp. Chúng ta sẽ cho ra dĩa và để nguội. Sau khi chúng ta xóc tôm xong, chúng ta phải để nguyên liệu tôm này thật là nguội rồi chúng ta mới trộn với rau càng cua. Nếu mà chúng ta trộn khi còn nóng ấy, thì rau càng cua nó gặp nóng nó sẽ bị xẹp xuống ngay và như vậy nó sẽ mất độ giòn của món trộn này. Quý vị ơi, quý vị nên nhớ nhá, là khi mà chúng ta trộn gỏi ấy, thì nước trộn gỏi cũng phải để nguội và tôm khi xào xong cũng phải để nguội rồi mới trộn. Như vậy thì sẽ làm cho món ăn của chúng ta có độ giòn nè và không bị xẹp. Để làm nước trộn gỏi thì nó hơi khác với lại công thức của các loại sốt trộn. Cô sử dụng cái phần nước cô đặc của đầu tôm. Nước cô đặc của đầu tôm này khi chúng ta cho thêm vào sẽ tạo thêm cái hương vị đặc biệt hơn cho cái món rau càng cua trộn tôm này. Cô sẽ sử dụng khoảng chừng 1/3 chén nước đầu tôm cô đặc nè. Kế đó là chúng ta sử dụng giấm gạo lên men từ công ty Ajinomoto, khoảng 3 muỗng canh nữa, 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh đường luôn hả cô? Đúng rồi. Thêm một ít tiêu nè, cô thêm một chút xíu muối nữa để cho nó có cái vị đậm đà hơn. Chúng ta sử dụng một cái tô khá lớn và chúng ta cho rau càng cua vào. Tiếp tục cho tiếp phần củ hành tây vào, cho hết cái phần tôm sú mà chúng ta đã xóc với tỏi, cà chua bi và cả hành phi vào. Trước khi mà chúng ta rưới cái phần nước sốt trộn gỏi này thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta sẽ thêm khoảng chừng 1 muỗng canh tương ớt nữa. Bây giờ cô sẽ rưới đều cái phần nước trộn gỏi này vào. Đó, bây giờ chúng ta trộn cho thật là đều lên và gia vị đã rất là thấm vào cái phần rau càng cua rồi.
ớt sừng sắc sợi này á, chúng ta muốn đẹp thì chúng ta cho vào một ít nè, còn một ít thì chúng ta sẽ để lên trên cùng. Chúng ta cho một ít rau càng cua, sau đó là chúng ta cho tiếp tôm với lại hành tây và một ít cà chua bi, thêm một vài nhánh ớt sắc sợi nữa là xong. Con sẽ lấy một ít rau càng cua cho Kim Thảo nha. Một con tôm. Rồi đây, thử nha. Em cảm ơn cô. Cô ơi, rau càng cua thì vẫn còn vị giòn rất là tự nhiên. Bên cạnh đó thì tôm cũng giòn nữa, mà còn có vị ngọt nữa quý vị ạ. Kết hợp với lại giấm gạo lên men Ajinomoto rất là ngon, vị thanh thanh, chua chua. Kim Thảo nghĩ là món này sẽ rất thích hợp trong những ngày hè đó cô. Cảm ơn Kim Thảo rất là nhiều và đó cũng chính là yêu cầu của cái món ăn ngày hôm nay. Quý vị ơi, còn chần chờ gì nữa mà không thay đổi ngay thực đơn của ngày hôm nay, đó chính là bổ sung thêm món rau càng cua trộn tôm. Bởi vì món này rất dễ ăn, bên cạnh đó còn cung cấp rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Và hãy cho Kim Thảo cũng như là đầu bếp Diệu Thảo biết cảm nhận của tất cả những thành viên trong gia đình quý vị nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại đến công ty tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại 083 823 7557. Còn nếu như quý vị muốn xem lại những chương trình của chúng tôi thì rất đơn giản thôi, hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Kim Thảo và đầu bếp Diệu Thảo xin được nói lời chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.